Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình sau mỗi video mà mình review. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một trang web đầu tư kiếm tiền rúp, tức là tiền Nga các bạn, với lãi suất là 18-28% hàng ngày sau 24 giờ các bạn, thì các bạn sẽ nhận lãi suất một lần. Rồi, ok, đó là trang web Winex. Rồi, thì link đăng ký tham chiến ở trang web này mình để phía dưới video các bạn. Các bạn nhớ xem đến cuối video thì mình sẽ tiến hành đầu tư cũng như là rút tiền trực tiếp trong video để các bạn nắm rõ luôn các bạn. Rồi, thì như các bạn thấy là cái giao diện khá là quen thuộc các bạn. Lãi suất cũng quen thuộc luôn ha. Nói chung là giao diện hoàn toàn quen thuộc. Đây trang con QD Digital luôn các bạn. Nó mình đã vừa có làm video giới thiệu cho các bạn ngày hôm qua đó, cách đây một ngày đó. Ý xin lỗi các bạn là cách đây 2 ngày chứ, là mình đã giới thiệu cái con QD Digital cho các bạn ha. Rồi thì cách tham chiến thì tương tự như con Digital thôi. Thì cứ sau 24 giờ các bạn sẽ nhận lãi suất là 18-28% thôi trong vòng 10 ngày ha các bạn. Đó 10 ngày sau thì bạn nhận lãi suất tính riêng lãi suất thôi là 88% ha. Là mỗi ngày 88% đấy. Rồi ok. Thì mình sẽ lượt một chút xíu thông tin về trang web này trước khi hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản ha. Thì như các bạn đã thấy đó, hiện nay số người đăng ký đang là 319 người. Và tổng số rúp đã gửi vào đây là 65.902 rúp. Và tổng số trả chỉ mới có 2.238 rúp thôi. Thì trong web này chạy mới có 2 ngày các bạn. Tính ngày hôm nay là 2 ngày ha. Rồi ok. Thì các bạn có thể tính toán lợi nhuận của các bạn ở đây. Thì ví dụ như các bạn muốn đầu tư là 100 rúp. Thì sau 10 ngày các bạn sẽ nhận tổng gốc và lãi là 188 rúp. Đó. Tức là bạn sẽ lời được 88 rúp sau 10 ngày các bạn. Đó, trang web này chỉ cần chạy 5 ngày thôi. Hơn 5 ngày là các bạn đã bắt đầu nhịp dò kiếm lãi ha các bạn. Rồi ok. Thì nó hỗ trợ các cổng như là BIO, quý Bandex, quý QQ và Visa các bạn. Ở đây nó có nhóm hỗ trợ Telegram và cái email các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký tài khoản. Thì đăng ký tài khoản các bạn bấm vào đăng ký tài khoản thôi. Các bạn nhớ trước khi vào đây các bạn bấm dịch sang tiếng Việt ha các bạn. Sau khi các bạn đang bấm vào đăng ký tài khoản, các bạn điền tên, mật khẩu, nhập lại mật khẩu. Sau đó các bạn bấm vào đăng ký tài khoản là sẽ thành công ha. Anh này khỏi kết quả địa chỉ email luôn các bạn. Sau khi các bạn đăng ký thành công thì các bạn đánh vào để đến nè. Ok, sau khi các bạn bấm để đến thì các bạn là bấm vào con gì xem tiếng Việt nè, bấm chỉ để đến nữa nè ha, bấm vào đây. Rồi thì sau khi đăng nhập vào bên trong thì các bạn thấy đây chính là giao diện chính của trang web Winex ha các bạn. Rồi thì nó là chung admin với trang web Keychrome luôn ha các bạn. Giao diện hoàn toàn giống nhau ha. Những bạn nào đã tham chiến cùng với mình ở Keychrome thì các bạn sẽ biết rõ là cái cách thức tham chiến như thế nào ha. Rồi ok, thì bây giờ đầu tiên các bạn đăng nhập vào bên trong á, thì các bạn phải thêm địa chỉ ví trước ha các bạn. Các bạn bấm thêm ví nè. Đó, sau đó ở đây mình xài ví BIO ha, nó hỗ trợ ví Zendesk rồi ví VP luôn. Thì ở đây mình hỗ trợ mình sử dụng ví BIO thì mình nhập địa chỉ ví của mình vô. Các bạn lưu ý là phải nhớ kiểm tra địa chỉ ví kỹ vì nó chỉ cho nhập một lần thôi ha, nó không cho chúng ta sửa ha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấn tiết kiệm. Rồi ok, sau khi các bạn nhập địa chỉ ví xong á thì các bạn đảo lại buồn nè, thì các bạn thấy là địa chỉ ví được nhập thành công rồi nè. Đó, ok, thì tiếp theo á cái đường link giới thiệu của bạn nằm đây. Bạn dùng đường link này mời được bạn bè của bạn tham chiến á thì các bạn sẽ nhận ngay 10% trên tổng số tiền họ đầu tư ha các bạn. Rồi, thì ở đây là nơi chúng ta rút tiền ha, thì min rút của nó tối thiểu là 10 rúp ha các bạn. Đó, khi các bạn rút tiền thì các bạn chọn địa chỉ ví, sau đó các bạn nhập số tiền vào đây, các bạn có nhúc tiền là rút tiền là xong ha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần tiền gửi vào đây cho các bạn xem ha. Thì muốn đầu tư thì các bạn bấm vào tạo tiền gửi, sau đó các bạn chọn địa chỉ ví, ở đây mình sẽ ví bây giờ ha. Mình vô đây là 300 rúp. Rồi sau đó các bạn bấm tiến hành. Các bạn nhớ đăng nhập và địa chỉ ví bây giờ trước ha các bạn. Rồi thì nó chuyển ra đến cổng ví bây giờ, sau đó các bạn chọn con chỏ vào bây giờ, các bạn chọn rúp. Rồi sau khi các bạn chọn rúp thì bạn nhấn confirm. Rồi các bạn đợi chút xíu. Rồi sau khi nhấn confirm thì nó chỉ chúng ta đến giao diện để chúng ta thanh toán ha. Rồi sau đó bạn nhấn confirm. Rồi. Rồi ok, khi đã tạo cái tiền gửi thành công thì đây các bạn thấy ha, mình nạp vào đây là 300 rúp vào ngày 7 tháng 11 nè các bạn. Rồi, nó đã là thành công rồi ha. Rồi, thì bây giờ các bạn muốn kiểm tra lại cái phần tiền gửi của mình á, xem cái dòng quay như thế nào sau 20 cái dòng quay nhận lãi của chúng ta, khi nào chúng ta nhận lãi thì các bạn bấm vào tiền gửi nè. Rồi các bạn thấy là 300 rúp nè ha, ngày 7 tháng 11 nè. Nó đang là 0/564 nè.
Ở đây khi các bạn đặt đủ 564 group thì cái gói của mình kết thúc ha, trong vòng 10 ngày như hồi nãy bên ngoài mình có nói với các bạn hồi nãy đó. Rồi ok. Rồi. Thì như các bạn đã thấy đó, bây giờ hiện tại mình có mời được một vài người bạn tham chiến, thì mình nhận được cái số tiền quê hồng của họ là tổng cộng là 100 group nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút tiền về cho các bạn xem luôn ha. Rồi thì rút tiền thì đơn giản thôi, các bạn bấm vào rút tiền. Rồi sau đó các bạn là chọn địa chỉ ví trước đó các bạn đã lưu. Rồi sẽ bao nhập số tiền thôi. Ở đây cái min rút là 10 rút. Min rút của nó là 10 rút. Thì bây giờ mình có 100 thì mình rút hết 100 luôn các bạn. Rồi. Thì bấm vào rút tiền thôi. Rồi ok. Sau khi rút tiền thì nó để là yêu cầu đã hoàn tất nè. Và nó đã ghi cái lịch sử phía bên dưới nè các bạn. Địa chỉ ví của mình là 861 nè. Mình rút vào ngày 7 tháng 11 luôn các bạn. Rồi ok. Thì bây giờ nó lịch sử cho các bạn xem. Thì như các bạn đã thấy nó trả cái mail gì cho mình nè. Nó cái này đây đây nè bạn, đây các bạn M99,05 rúp nè, tức là nó trừ tiền phí của mình á. Rồi vào ngày 7 tháng 11 nè, 18 giờ 33 phút nè, đây 18 giờ 33 phút nè, 7 tháng 11 nè các bạn đó, nó trừ phí mình cho nên là còn 99,5 rúp nha các bạn. Rồi ok. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn một trang web đầu tư kiếm đồng rúp với lãi suất là 18,8% hàng ngày nha các bạn. Thì Linh này chiến khá là ngon ha, các bạn hãy tham gia sớm sớm để kiếm đồng lãi đồng lời nhiều nhất có thể các bạn. Rồi thì video mình kết thúc tại đây, nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào tạm biệt các bạn.